Linh xem trực tiếp Thụy Điển gặp Thụy Sĩ World Cup 2018, chiến binh Viking gầm thét. Linh xem trực tiếp Thụy Điển gặp Thụy Sĩ 21 giờ ngày 3 tháng 7 trong khuôn khổ World Cup 2018. Sau đây là Linh xem trực tiếp. Các bạn có thể kéo xuống dưới video của chúng tôi để lấy Linh xem trực tiếp từ FPT Play, VTV Go hay VTV6 để theo dõi trận cầu đỉnh cao này. Chúng tôi đã cung cấp cả 3 link của FPT Play, VTV6 và VTV Go ở ngay phía dưới phần bình luận. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt hai ứng dụng trên di động là VTV Go và FPT Play để xem trực tiếp World Cup 2018. Trên cả hệ điều hành Android và iOS đều có hai ứng dụng này. Các bạn có thể tải về từ CH Play hoặc App Store để theo dõi trận cầu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ. Thao. Nhận định các trận đấu Thụy Điển gặp Thụy Sĩ. Tuyển Thụy Điển quá xuất sắc khi giành vé nhất bảng F có mặt của Mexico và Đức. Ở vòng bảng, đội tuyển Thụy Điển đã chứng minh khi có 2 trận thắng trước Hàn Quốc và Mexico, ghi được 5 bàn thắng. Ở vòng bảng, đội tuyển Thụy Điển đã chứng minh khi có 2 trận trước Hàn Quốc và Mexico, ghi được 5 bàn thắng. Ở loạt trận thứ 2, Thụy Điển chỉ để thủng lưới trước Đức 1 bàn. Còn ở những trận trước đó, Thụy Điển đã rất hay khi đánh bại Hàn Quốc và Mexico với tỷ số 1-0 và 3-0. Trong khi đó, bên phía của Thụy Sĩ, họ sẽ phải thi đấu chật vật để vào vòng này. Cuộc chiến được đánh giá là cuộc đối đầu hơi mờ nhạt khi cả hai đều không có nhiều ngôi sao. Hiện giờ Thụy Điển đang sở hữu những tiền đạo được cho là đỉnh điểm phong độ, sẵn sàng ghi bàn như Ola Toloven. Thông tin bên lề Thụy Điển và Thụy Sĩ. Thụy Điển hòa 1 thắng 2 trong kèo châu Á trong 3 trận ở vòng bảng World Cup 2018. 3 trận của Thụy Điển ở vòng bảng đều có tổng số bàn thắng lẻ. 3 trận của Thụy Sĩ ở vòng bảng đều có bàn thắng trong hiệp 1. Thụy Sĩ đã ghi bàn trong 6 trên 7 trận gần nhất của họ tại World Cup với tổng cộng 12 bàn. Trước World Cup 2018, Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng ở 3 trên 4 kỳ World Cup gần nhất họ góp mặt 1994, 2006 và 2014. Nhưng ở cả 3 lần đó, Thụy Sĩ đều dừng. Kết quả Brazil gặp Mexico World Cup 2018 vòng 1/8, Neymar kết liễu tuyển Mexico. Neymar góp mặt trong cả hai bàn thắng của Brazil, nhưng còn nhiều điều khiến chiến thắng này của ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch ý nghĩa hơn. Brazil mở hàng World Cup bằng hàng loạt bàn thắng đến từ pha sút xa, như cú sút xa trái phá của Coutinho, hạ gục Costa Rica bằng pha sộc thẳng vào sút bóng cận thành của Coutinho, cùng cú đệm lòng dễ như ăn kẹo của Neymar vào khung lưới trống, trước khi hạ nốt Sacchi bằng pha xẻ xuống giữa cho Paulinho tông bóng qua đầu thủ thành đối phương ghi bàn, và kết thúc bằng cú bất cao đánh đầu của Thiago Silva. Brazil vẫn chơi chủ yếu tấn công bằng các pha đi bóng và phối hợp kỹ thuật đậm chất Nam Mỹ, nhưng dưới thời của huấn luyện viên Tite, họ nguy hiểm gấp bội bởi bàn thắng có thể đến từ nhiều đòn tấn công khác nhau, nhiều chiêu thức để đưa ra cú đòn sát thủ sau cùng. Nguy hiểm hơn nữa là họ rất biết cách khiến đối thủ phải sai đòn trước khi tung đòn cuối. Pha bóng mà Willian căng sệt vào cho Neymar xoạc chân cận thành đệm bóng vào lưới trống đến từ một tình huống như thế, khi mà Mexico không ngờ những pha bóng đến chân hậu vệ phải này lại nguy hiểm đến thế. Quả chuyền ấy từ cánh trái bằng chân trái, trong khi Willian lại đảm nhiệm cánh phải của Brazil. Thành thật mà nói, Brazil trận này hơi mất thời gian để du cho Mexico sai đòn. Suốt cả hiệp 1, đội bóng đến từ Bắc Mỹ mới là những người nắm lợi thế. Dù có lúc Neymar và các đồng đội từng suýt thành công, thì bất thần đẩy cao nhịp độ, bất thần tập kích dữ dội khung thành của thủ môn Ochoa. Mexico bằng mọi giá phải pressing bằng cách cắt bóng, sử dụng kỹ thuật của những pha phối hợp nhỏ để đưa bóng lên. Không ít lần họ đã thành công, nhưng đáng tiếc khi họ chẳng có một chân sút nào đủ xuất sắc để tung ra những pha kết thúc nguy hiểm. Đa số các pha kết thúc của họ đều vội vàng và khá cầu thả, bế tắc. Neymar rực sáng, nhưng chỉ là rực sáng trong khoảnh khắc ghi bàn thắng ấy. Và ngày hôm nay, người khiến Mexico phải cúi đầu chịu thua phải là Willian. Với một trận đấu cực kỳ toàn diện, bằng thể lực cực tốt và phạm vi hoạt động cực rộng và linh hoạt. Dấu chấm hết mà Neymar truyền bóng cho Primino để kết liễu Mexico ở những phút cuối đến từ một pha phối hợp mang dáng dấp châu Âu hơn là Nam Mỹ. Không quá căng thẳng, không quá kịch tính, nhưng chiến thắng đến với Brazil như chuyện đương nhiên.
Quan trọng nhất, vào đến đây, họ vẫn chưa có biểu hiện là lộ bài, khi các đội khác vẫn sẽ phải đặt dấu hỏi rằng đòn tủ của Brazil là gì? Neymar có thực sự là con bài trung tâm trong chiến thuật của ông Tite hay không? Thậm chí đâu là những con bài chính, đâu là những con bài trong tay áo? Đấy mới đích thực là phong thái của một nhà vô địch. Tỷ số Brazil 2, Mexico 0. Các bạn hãy đăng ký. Điểm danh 16 đội tuyển lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018, họ là những ai? World Cup 2018 đã xác định được trọn vẹn 16 đội bóng vượt qua vòng bảng, tiến vào vòng knockout đầu tiên. 16 đội bóng ấy đã trình diễn ra sao, xuất sắc như thế nào trên đất Nga? Bảng A, Uruguay gặp Nga. Bảng A chứng kiến sự vượt trội của Uruguay và chủ nhà Nga so với Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Chỉ sau 2 lượt đấu, Uruguay và Nga đã dắt tay nhau vào vòng knockout. Và lượt trận cuối cùng, trong cuộc đấu phân cao thấp, đội bóng Nam Mỹ đã đại thắng chủ nhà World Cup 2018 với tỷ số 3-0. Uruguay trở thành một trong ba đội bóng kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, là đội duy nhất không bị thủng lưới sau 3 trận vòng bảng. Bảng B, Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Trận chiến của hai ông lớn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong ngày ra quân của bảng B đã kết thúc với tỷ số 3 đều, và nó đã mở ra một cuộc chạy đua nghẹt thở ở các lượt đấu sau đó. Bồ Đào Nha trên đôi vai của siêu sao Ronaldo nghẹt thở vượt qua Maroc. Nhưng cái cách mà nhà vô địch Euro 2016 lọt qua vòng knockout gây nhiều tranh cãi, bởi Ronaldo và các đồng đội được hưởng lợi từ hai trận đấu với Maroc cũng như Iran. Trong khi đó Tây Ban Nha cũng suýt chút nữa mất ngôi đầu. Sau tất cả, hai đội bóng bán đảo Iberia cũng lọt qua vòng 1/8 với 5 điểm, bỏ lại Iran 4 điểm ở phía sau. Bảng C, Pháp gặp Đan Mạch. Đội tuyển Pháp, ứng cử viên số 1 cho World Cup 2018, trải qua hành trình vòng bảng World Cup 2018 không thực sự thuyết phục. Gà trống Gaulois vất vả đánh bại Australia và Peru, cùng với cách biệt tối thiểu một bàn. Những siêu sao của huấn luyện viên Deschamps vẫn chưa cho thấy đẳng cấp thực sự. Thật khó tin là sau 3 trận vòng bảng, đội tuyển Pháp với những siêu sao tấn công như Griezmann, Mbappe, Giroud, Felix lại chỉ ghi được có 3 bàn. Đội tuyển Pháp là đội đầu bảng có hàng công ghi bàn ít nhất tại World Cup 2018. Đội còn lại ở bảng C giành vé là Đan Mạch. Dù không thực sự xuất sắc, nhưng sau trận hòa không đều, trận đấu duy nhất tại vòng bảng World Cup 2018 không có bàn thắng, những chú lính chì chính thức ghi danh vào vòng 1/8. Bảng D, Croatia và Argentina. Croatia giành ngôi đầu bảng D một cách thuyết phục, cùng với Uruguay và Bỉ là những đội toàn thắng sau vòng bảng. Đặc biệt, chiến thắng 3-0 trước ông lớn Argentina cho thấy tiềm lực tuyệt vời của đội bóng áo caro. Argentina nghẹt thở giành ngôi nhì bảng D. Đã có lúc người ta tưởng rằng Messi và các đồng đội phải ra về sau vòng bảng. Thế nhưng khoảnh khắc xuất thần của Marcos Rojo đã cứu rỗi cả đội tuyển Argentina. Trong chiến thắng nghẹt thở trước Nigeria, Argentina lách qua khe cửa hẹp với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 bại, ghi 3 bàn nhưng thủng lưới đến 5. Bảng E, Brazil, Thụy Sĩ. Brazil dù không có sự thuyết phục, vẫn cho thấy bóng dáng của ông lớn Nam Mỹ. Neymar và các đồng đội khởi đầu chậm chạp với trận hòa Thụy Sĩ, nhưng sau đó đã xuất sắc đánh bại Costa Rica và Serbia để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng E. Thụy Sĩ trên đôi vai của Messi dạy Amper, Sedan Sakuri xuất sắc vượt qua Serbia và Costa Rica để giành tấm vé thứ hai. Đội bóng này bất bại 1 thắng và 2 hòa. Bảng F, Thụy Điển, Mexico. Cú đại địa chấn lớn nhất lịch sử các kỳ World Cup đã xảy ra ở bảng F. Nhà đương kim vô địch Đức bất ngờ thất bại trong trận ra quân trước Mexico. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Đức thua luôn Hàn Quốc ở trận cuối vòng bảng, qua đó chính thức biến thành cựu vương. Nhờ vậy, Thụy Điển, bại tướng của người Đức, lọt vào vòng knockout với vị trí đầu bảng F. Đội bóng Bắc Âu này vốn chỉ đến World Cup 2018 với vé playoff sau khi đánh bại ông lớn Italia. Giờ đây Thụy Điển ung dung vào vòng trong, có 6 điểm với hiệu số cộng 3. Bảng G, Bỉ và Anh. Những tưởng cuộc đua giữa hai thế lực Bỉ và Anh sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng. Vậy nhưng không, mọi thứ ở bảng G định đoạt quá nhanh, thậm chí ở loạt trận cuối, Anh và Bỉ còn có thể toàn tính cho chặng đường tiếp theo. Bỉ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, toàn thắng cả 3 trận. Về phần mình, đội tuyển Anh hài lòng với vị trí thứ hai, qua đó tránh được nhánh tử thần. Nếu vượt qua được Colombia vòng 1/8,
Con đường đến với trận chung kết World Cup đầu tiên của đội tuyển Anh kể từ năm 1966 sẽ vô cùng thênh thang. Bảng H, Colombia, Nhật Bản. Sau loạt trận cuối cùng, bảng H xác định được hai cái tên góp mặt vào vòng 1/8 là Colombia và Nhật Bản. Mặc dù thua trước chính người Nhật, Colombia lại dẫn đầu bảng H. Ngược lại, Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup nhờ thông số fair play với hai thẻ vàng ít hơn Senegal. Như vậy, Nhật Bản là đội bóng châu Á duy nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi những Hàn Quốc, Australia, Ả Rập Xê Út và Iran đều đã bị loại. Còn với việc Senegal thua số thẻ vàng người Nhật, toàn bộ 5 đội bóng châu Phi là Ai Cập, Senegal, Nigeria, Tunisia và Maroc đều đã bị loại. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1982, châu Phi không có đại diện nào lọt qua vòng knockout World Cup, theo số liệu từ Squawka. Tổng cộng 16 đội vượt qua vòng bảng World Cup 2018, Uruguay, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đan Mạch, Croatia, Argentina, Brazil, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mexico, Bỉ, Anh, Colombia, Nhật Bản. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.